Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Chúng ta cùng điểm qua những thay đổi trong bản cập nhật chiến trường 10v10. Chế độ chơi mới toanh sẽ xuất hiện 10v10. Những trận đánh 5 năm chưa làm bạn đã tay, hãy tới với bản đồ này, nơi số lượng kẻ thù và đồng minh của bạn đông gấp đôi. Rất thú vị, bản đồ 10v10 rộng hơn rất nhiều so với bản đồ 5 năm và có vài sự thay đổi. Điển hình là ở đây, rồng nhỏ xuất hiện ở hai bên bản đồ. Đây sẽ là bùa lợi tranh cướp cho cả hai bên. Màn hình chọn tướng của chế độ này cũng chật chội hơn so với các bản đồ cũ, nhưng đã đủ chế hết chiến hữu của bạn chưa? Một điểm đặc biệt nữa của chế độ này, tướng của bạn sẽ có điểm để nâng cấp kỹ năng, tổng cộng 10 lần. Nhằm hạn chế tối đa những tình huống dở khóc dở cười khi chọn vị trí đánh xếp hạng, ở phiên bản này, các bạn sẽ được chọn trước vị trí của mình khi đánh xếp hạng. Có 6 vai trò khác nhau được hiển thị rất trực quan. Bạn được phép chọn tối đa 2 vị trí, hoặc nếu tự tin vào kỹ năng của bản thân, nhấn vào chọn mọi vị trí. Trận đấu xếp hạng sau đó sẽ được tìm và sẽ sắp xếp bạn chơi một trong các vị trí bạn đã lựa chọn trước khi vào trận đấu. Để đảm bảo trải nghiệm trong chế độ xếp hạng, điểm thông thạo một vị tướng của bạn không đạt được tới mức C thì bạn sẽ không sử dụng vị tướng đó trong đấu xếp hạng được. Với cơ chế này, chúng tôi hy vọng sẽ hạn chế tối đa các tình huống đáng tiếc xảy ra khi chơi xếp hạng, như test tướng chẳng hạn. Chúng tôi vẫn luôn tiếp nhận phản hồi từ người chơi, qua đó tối ưu hóa hình phạt dành cho những người chơi có hành vi tiêu cực. Hình phạt sẽ tăng lên rất nặng và đặc biệt là điểm uy tín. Và lịch sử trừ điểm uy tín của người chơi tiêu cực sẽ được nhìn thấy bởi người chơi khác. Tiếp theo, hãy cùng điểm qua cân bằng tướng. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.